Hello mọi người, vậy là mình đây, hết khoan giếng sửa máy bơm, giờ đi lắp năng lượng mặt trời ha. Tên nó đại thần 120 lít lắp cho nhà này. Đây, hiện tại nhà này là chưa có gì cả, những nhà bên kia thì có hết rồi ha. Có như bên đó thì người ta lắp hết rồi, nhà này vừa phải ở. Hiện tại dưới nhà vẫn có nước, tại vì đây ha, cái đường này nè là đường từ đồng hồ nước vô nhà trực tiếp ha, câu ngược lại xuống cái cấp cho toàn nhà luôn. Đó, tức là trong nhà bây giờ hiện tại trong nhà đang xài là đồng hồ nó sẽ quay luôn đó, cho nên mình sẽ lắp năng lượng thì sẽ ống này nó trừ sẵn cho đây ha. Đấy, nó trừ sẵn cho cái ống này, còn ống này là ống gì không thoát hơi gì không biết, mình quan tâm chỉ ba ống này thôi ha, ống cấp nước lên, cấp nước xuống toàn nhà và ống năng lượng. Thì tại vì nhà này không có cái bồn nước ha, không có bồn nước chứa như bên kia. Ví dụ bên nhà này chứa như vậy á, là nước từ bồn này chạy qua cái bình năng lượng này thì nó khỏe, còn bên mình không có cho nên bắt buộc phải xài cái bồn phụ. Đây, cái bồn phụ 20 lít ha, bằng cái nắp. Cái bồn phụ này thì ở trong bồn phụ này sẽ có một cái phao cơ đó, cái bồn này sẽ để trên bồn bình mặt trời như nhà này. Đây, đây, nước ở dưới nhà lên đi qua bồn này luôn, bồn này sẽ đi xuống năng lượng lại đó, như vậy thôi. Thay vì phải gắn bồn như bên kia thì người ta sẽ gắn như vậy thôi cũng được ha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt, đó là mình sẽ khui cái bột chân ra trước.
Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong những địa phương bà nấn đó đã xây nguyện. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình. Ta chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo. Em ơi. Ok, dàn chân là lắp xong hả? Cố định nó ở chỗ đó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ khui cái thùng bình bầu ra. Đây là của đại thần, bảo hành 15 năm. Đây là cái bộ ống phụ kiện của nó ha. Ống thủy tinh này gắn vô hai mấy cái đầu của năng lượng ha. Chắc chắn mình sẽ không xài đâu. Mình sẽ lấy về mình bỏ ba lô, còn mình sẽ xài ống ống này, ống chân này cho nó. Vô giữa đi. Ngược rồi, chịu ngược rồi. Ok, như vậy là mình đã gắn xong chân và bình bảo ôn rồi ha. Bây giờ sẽ tiến hành gắn ống thủy tinh. Mệt quá, vất vả quá, bây giờ là 2 giờ trưa rồi. Trời nắng. Hiện tại là mình đã xong rồi, đặt lên hết rồi ha. Bộ phụ rồi, mình thử, mình chưa cố định đúng không? Mình làm thôi. Giờ mình sẽ khui ống thủy tinh. Đây là ống thủy tinh trên không. Hàng này loại màu loại đỏ à. Loại đỏ nha, sử dụng rất tốt, hấp thu nhiệt rất là tốt. Có thể giữ nhiệt bình bảo ôn thì giữ nhiệt được 72 giờ liên tục không nắng. Này là phi này là phi 58 nha. Đó là nhà nóng, bây giờ mình để đút vào cái roang này. Nhưng do cái roang này nè, nó khô quá. Khô cho nên mình phải cho ít xà bông. Mình làm cho nó tơi một xíu, chứ là mình sẽ xả. Dễ đút vô thì mình sẽ xả ra nước hết, không sao ạ. Đó là an toàn khi lắp đặt ống thủy tinh. Đó là một cái mèo cho mọi người ha.
đang chùi cái rang cho nước nó ướt cái bao cao su đó. Mình sẽ gắn hai ba ống thử trước để cân đối cái đã, rồi mình bắt đầu cố định mới gắn ống sau ha. Ông cho ít quá. Nước đã hình thành trong chiều năm. Thì nhá, xoay bình bảo lên lên xíu. Xoay lên sao? Xoay cái hướng kia. Như kiểu là phá trình vậy đó. Ok, như vậy là một ống đầu tiên là được gắn vô. Video hả? Rồi mình đang tiến hành gắn. Hiện tại ở trong cái bồn phù này là mình đã gắn Fokker rồi ha. Bây giờ mình sẽ đấu đường nước. Đây là đường nước cấp. Đường nước cấp này sẽ lấy nước từ đây vô trong kia thôi, nó dưới nhà cấp lên này. Ok. Nó có vướng đường dưới này không nè? Nè. Ở đây vướng không? Cái lỗ này hả? Được mà, cái này để lên để xuống được mà, cắt đi không cần chờ đâu. Ông đưa tôi làm cho này. Này ông cắt ống, cắt ống. Mình sẽ cho mọi người xem cái phao ở trong này. Đây, phao bằng inox nha, chuyên dành cho những cái bồn phù của năng lượng mặt trời như vậy. Mình đang lắp đặt là tôi sạc chiều tôi cho cái đó chứ mình giờ tôi không có cho, đây là phải gắn cho cái răng, gắn mang đường mất cả buổi chiều. Vậy hả? Chứ còn gì nữa. Đây là va một chiều ha, là nước nó có thể đi ra được chứ đi vô là ngược lại không được ha. Tại vì đôi khi ở dưới người ta xài nước máy trực tiếp á, nó có thể ví dụ mà nước ấm nó có thể chạy ngược lên bồn, nó sẽ gây bị tràn. Đúng rồi, ủa có một phù à? Không đi, phải cần chứ. Có người ta mở nước nó ấm nó sẽ tràn lên á. Cái sao mà sao không bình phục thì không cần. Ủa? Tôi nghĩ là tôi tưởng đâu là
Đi mày à, sorry. Bây giờ mình sẽ nói sơ cho mọi người biết. hiện tại là mình đã lắp hoàn chỉnh hết rồi. Đường ống ok hết rồi. Bây giờ mình chỉ gắn ống tự tin vô là ok thôi ha. Thì mình nói sơ. Ở đây là đường nước lên này. À, đường đang khóa này, van khóa lên này. Đây, ống PC này. Này, đi lên. Lên cái bồn phù này, là 20 lít. Nước máy xài trực tiếp ở nhà người ta xài trực tiếp. Xài trực tiếp tức là trong nhà mà xài là đồng hồ ngoài nó sẽ quay, người ta không có xài bồn chứa ha, tức nước máy có bao nhiêu thì nó xài bấy nhiêu. Đó, thì nó lên bồn này rồi thì nó sẽ xuống chỗ này, anh chỗ này mình làm cái tê ha, nó sẽ đi xuống đây. Ở cái tê này mình sẽ làm một cái ống thông hơi. Ống thông hơi này thì có nhiều người không làm đâu, nhưng mà không làm nó cũng dở, tại vì biết sao không? Nếu mà không làm thì cái áp ở cái bồn này nó nhè quá mà nó xuống đây đôi khi nó bị bí á, mình sẽ làm thoáng như vậy cho nó xuống dễ hơn. Này thứ hai là đây là đường cấp cho toàn nhà. Đây là cái va một chiều này là đi ra được, chứ nước đi ngược vô không được ha. Nước đi ngược vô ở trường hợp là người ta mở nước ấm á, dưới nhà người ta pha trộn á, thì cái áp lực của cái bồn này sẽ thua cái áp lực của cái nước máy đồng hồ ngoài vô, bởi vì cái nước máy ở ngoài nó sẽ mạnh hơn rất nhiều, của nhà nước lúc nào cũng vậy hết mà. Đôi khi nó sẽ bị tràn ngược mình lắm, như này thì nó không sẽ không bị tràn lên ha. Còn nước mạnh hay yếu thì cái đó là do chủ nhà nhận xét ha, mình có nói với chủ nhà rồi. Đây đường xuống này thì sẽ xuống tiếp luôn, có một cái khóa xuống ha, khóa xuống qua lên. Okay. Còn để thông cái bình, cái lỗ thông hơi của cái bình bình này, bình độ ôn này thì nó sẽ nằm bên kia, đó, xuống bên kia. Đó. Ok như vậy thôi. Nó lắp bình phù thì mình nên lắp ống thông hơi cái này cho đẹp ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn ống thủy tinh, gắn ống thủy tinh lên, mình cho nước lên là sẽ ok ha. Hiện tại là mình đang cho nước lên bồn, mở khóa này ra. Rất là đẹp, mình công nhận là kỹ thuật đi ống và lắp năng lượng mặt trời như vậy là chuẩn nhất rồi ha. Cả Sài Gòn Bình Dương không ai gắn được như vậy đâu, tại vì thông thường người ta toàn gắn như vậy không à. Người như đây, như bên này thì người ta sẽ gắn không có cái thông hơi ha, cũng là bình phù như mình luôn, đây cũng dưới lên nhưng mà không có thông hơi cho nên đôi khi nó bị bí á, người ta chỉ làm thoáng một cái nước xuống rất là yếu ha, rất là dở, cho nên mình không có thích như vậy. Bên mình làm là khác, phải đúng tiêu chuẩn, đúng kỹ thuật của bên đại thần đưa ra. Nước đó bắt đầu xuống dưới rồi ha, xuống rất là nhanh, rất là nhẹ, bởi vì nó được mở hơi ha, mở ống hơi. Ok, mình sẽ tạm ngưng một chút, chừng nào nước ra mình lắp ống thủy tinh mình sẽ quay tiếp, vì hiện tại dung lượng của điện thoại nó cũng sắp hết rồi. 22GB mà mình quay 4K cho nên bây giờ nó còn có 2GB mấy à ha. Ok mọi người. Bởi vậy cho nên những video của bên mình quay lúc nào nó cũng nét hết á. 4K để chế độ 4K nó tốn lưu lượng quá ha. Rồi bây giờ mình xả nước nó ra rồi ha.
nước kia nó chạy rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn. Công việc của mình là nặng nhất, bôi trơn để người ta đút vào. Nhiệm vụ của mình là bôi trơn để cho người ta đút vào. Thế đút dưới nó chạy đều ha, mọi người đúng sao đó. Này. Ống nào? Là sao? Pin à? Bình thường mà gắn cái chăn hồi tao suy nghĩ quá. Nắng quá nó mới vậy thôi. Cẩn thận phải đúng hiểu không? Chứ không cẩn thận mà sai quy luật đủ mà như vậy là như vậy cũng sai. Chúng là cái đó gắn sau đi. Ông đừng có quét cái đó có cho bông mà. Rồi em sẽ dìu anh tìm thân một biểu khí trong mưa đưa buồn. Bà nắng đó đã xa nguyện. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Người làm chúa để có một ngày, có một đời cho chúng mình. Ta ngày ta còn vòng tay mọi chúng tương mơ. Cái năng lượng mà xài bằng mặt kính á, dầu nó mắc tiền hơn nè. Mà sửa cái đó nó hư là nó phải tay cả tấm. Cái tấm là cả ống đồng nó trong luôn. Ống nó không hư nhưng mà bây giờ nó vỡ cái đó thì phải tay cả tấm. À, cái tấm này. Vất cây đa khóm chúc bờ lao à, vất con đê. Con thử nhà ông kêu mình là đang có thang không? Thang thang keo thì neo, từ đây không có thang neo. Đấy coi được không? Từ đây ông kêu. Úi giời, cái này không được đâu em ơi, neo này rất nguy hiểm. Không biết mượn đâu cái ghế để mình trèo lên. À, cái đường làm phát một cái nơi luôn. Chán rồi. Tưởng đâu khoảng 4-5 mét, không có cái chỗ nào trèo lên nữa. Nên đây cái thang nó có đúng không? Công nghệ bôi trơn của Nhật Bản. Cánh công nghệ bôi trơn của Nhật Bản. Tà vọt. Tà đồ phê. Ít mẹ ông đi nà. Ông suy nghĩ mấy là tào lao thì có. Mẹ. Qua gắn nắp cho bà cái nắp bồn ấy, tầm dưới. Kiểu qua chắc kiểu ra sửa, sửa lại một dương nó vẫn còn thỉnh nước. Nó này hàn vậy, nó còn chặt hai ba chú luôn nhé. Ghê vậy? Lồn cái bồn nó đủ khó khăn quá cả nơi. Không phải đâu, có chạy chú khác, không phải chạy chú cái mới hàn. Nhưng mà thôi chuyện bữa nào lên gắn nắp mai, gắn cái bài cái nắp để sửa cái nắp cho xong. Nắp tầm dưới. Cùng xuống nước, cùng đồng chung, bất cứ ai cũng.
Ủa sao nó còn dư hai cái răng là sao? Ủa không, không.